người. Bây giờ mình đang đến trường rồi. Mọi người ơi, bây giờ mình đang đi lên lớp. Rất là tuần này mới bắt đầu có một vài môn để tuần sau mình mới học ấy, nhưng mà mình vẫn quay luôn tại vì mình nghĩ là mình sẽ dành hơn, dễ quay hơn cho mọi người xem. But I bet you got friends on the side of your car, how you walk. Got me thinking you know you're the shit, though you would never talk about it. Maybe we could talk about it. Lost. According to some, but to you, you just roaming the block. Roaming the block. Soft. But I bet you got bones in your closet. Pull up and make a deposit. Pull up and pull up and pull up and pull up and stop. Ayy. Yeah. Ooh, talking shit from afar. You bite, all they do is just bark. You win and well, they end apart. They end apart. Hey. Quá lạnh nên là mình mặc áo vào mọi người ạ. Và bây giờ đã là 10 rưỡi đến nơi rồi nhưng mà cái webinar này vẫn chưa xong. Thật sự là quá lâu, mình đã quá là buồn ngủ.
giờ đến giờ mình ăn trưa. Đúng, mọi người biết là bọn mình đi ăn món gì. Màn đêm đã buông xuống, bây giờ mình sẽ đi cà phê tiếp. Thực ra là mình đi cà phê để ngồi nghe một cái webinar khác. Bây giờ chuẩn bị đến giờ bắt đầu rồi, mình đang bị muộn, phải đi nhanh lên thôi. Ê, tao bảo sao vậy?
Y dòng cột G của A là A1. Don't shine when you're not near. I don't feel like I do when you're with me. It felt like suddenly our souls collided, hearts entwined. When I decided to make you mine, I'm never going back. I know that's a fact, but how do I love that I'm speaking of? This is love if I'm making you breakfast. This is love if I feel myself coming down. Quan trọng như vậy thì làm sao mình có thể quên được chứ? Thì là hôm nay rất là hơi chưa nói về những khách mời đặc biệt thì cho mình. Thank you.
người ta ăn nha. Đấy, mình thích ăn phở mà kiểu dìm quẩy xuống cho nó mềm nhũn ra rồi mới ăn ấy. Chứ mình không thích ăn quẩy giòn. Đã có một bí mật đấy là mình rất thích ăn hành mọi người ạ. Đây, bát phở của mình có thể bỏ thừa những cái khác nhưng mà lúc nào ăn hết hành nhé. Còn bát phở của người bình thường trông nó sẽ như thế này. Mọi người ơi, hôm nay trời mưa nên là mình bật tóc màu nâu, nên là mình mặc một cái áo màu nâu này. Bây giờ mình sẽ đi ăn món mà mình thích nhất, đấy là bún dọc mồm. Mình sẽ ăn thử nha.
mua được hai bó hướng dương nè. Mà nặng quá. Đông tất cả là mình muốn đặt gì đó nàng hôn ấy, nhưng mà đang phải đợi. Giờ lên với cả số điện thoại phục vụ đây nhá, có gì gọi cho anh. Có con cho đạp ra cái này lót nha. Anh cũng cần trẻ à? Có bị con đi cho lót thăm cái này nha. Ui nước bắn. Trời đẹp không? Ê, ra là bọn mình bị ra hơi muộn ý, nên là ra nơi là màu ấy luôn rồi. Bên này nó màu tím ý, nhưng mà lên hình không nhìn thấy. I've been thinking of the times when we'd stay up all night. You tell me your story. Có con vịt đang sao trên nước rồi. Bây giờ mình sẽ đi ăn tối xong rồi để xem là sẽ đi đâu nữa không nha. Đây là mấy con vịt to thì phải. Nhìn trông nó to to ấy, mấy con vịt to để cho 3-4 người. Mình đi qua cũng thấy có người ngồi rồi ấy, là 7:30 mình ra đây với cả ăn xôi, món rất là béo nhưng mà thời tiết này không gọi lẹ.
xôi xong rồi no vãi. Mình sẽ ngồi ngoài này một lúc, xong rồi lúc sau mình sẽ vào trong nhà để làm một chút bài tập, xong rồi sẽ chơi tiếp. Không ra chỗ mình. Mình sẽ tâm sự với mọi người một chút về cái vlog này. Tại vì vlog này là vlog đi học, nhưng mà mình thấy không có nhiều cảnh học lắm, mà mình toàn đi chơi thôi. Tại vì mình mới đi học tuần đầu tiên thôi ấy, nên là cũng chưa có nhiều bài tập đâu. Các môn cũng chưa bắt đầu thực sự học ấy, mà kiểu thì lớp các thầy cô còn bận thông báo giáo trình này kia, nên là chưa có nhiều bài tập, chưa có nhiều thứ phải làm, nên là nó mới nhiều cảnh đi chơi như thế. Với cả là mình cũng bị ốm nữa, nên là mình không quay được nhiều, không nói được nhiều ấy. Và lý do thứ ba là lúc mà ngồi trên lớp ấy thì mình không thích giơ máy ra quay quay nhiều quá, mình muốn tập trung học hơn, nên là nó mới nhiều cảnh đi chơi như thế, chứ không phải là lên đại học là chỉ có đi chơi đâu nhá, không có chuyện đấy đâu nhá. Đấy là mình còn bị kiểu hôm thứ hai, thứ ba thì nó bình thường, nhưng mà tới hôm thứ tư là mình bị ốm. Mà mỗi ngày là mình một triệu chứng luôn, kiểu ngày đầu tiên thì mình bị xịt kiểu thở nó hổn hển mệt luôn ấy. Hôm sau đấy thì mình sẽ đau đầu người mình nóng gian nhá, nó không sốt nhá. Xong rồi đến hôm thứ sáu, thứ bảy thì lại bắt đầu bị đờm ấy, đờm xong rồi giọng nó nghẹt nghẹt, mặc dù là không hề bị nghẹt mũi, đến hôm nay là nó đỡ rồi ấy, nhưng mà kiểu vẫn thấy hơi ấy nhở, hơi giọng nó vẫn hơi ấy. Nói chung là cái vlog này nó đã trải qua rất là nhiều thăng trầm sóng gió để có thể lên sóng được, nên là mọi người phải xem đi nhá, phải xem đi đấy. Đi triển lãm để quay cho mọi người xem một chút, nhưng hôm nay là cuối tuần, nó lại không cho quay, không cho chụp ảnh, không gì cả. Mình chỉ quay trộm một ít thôi. Xuyên, mất nhá. Không được quay trong triển lãm thì tôi sẽ ra phố đi bộ tự quay. Đẹp lắm mọi người ạ. Có một hàng cốm ở kia có vẻ đông, ra xem nhá. Đã vớ được cái này rồi.
vẻ như là trời nó đã nóng hơn rồi, mình đang hơi ngốt. Các cô các bác đang chụp ảnh áo dài kìa, đẹp không? Hà Nội đẹp lắm, đến Hà Nội đi. Người chưa biết thì đằng kia là cầu Thê Húc và đỉnh Ngọc Sơn nhỉ? Nhưng mà chắc mọi người biết rồi. Ê, sao chung nó cứ xa xa ấy nhỉ? Cũng bình thường, chấp nhận được so với cái kia. Turn 25. Don't know what I'm doing with my life. Something tells me I should keep on trying. But giving up seems way too nice. Way too nice. All of my friends are doing things. Yeah, well, I drive alone down empty streets. It's like I should be there by now. I can't see the road somehow. Well, how does my future play out? Cause I don't wanna let my mom down. I don't wanna turn 25. Don't know what I'm doing with my life. Something tells me I should keep on trying. Draw the line. I'm too old to say I got time. I'm way too young to say I tried. But giving up seems way too nice. Way too nice. Spending my time, spending my money, all on a daydream. How do you make everyone listen, saying the wrong things? Oh, oh, daddy said it's time to move. I should be there by now. I can't see the road torn out. Well, how does my future play out? Cause I don't wanna let myself down. I don't wanna turn 25.